Con xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Xin chúc cho tất cả quý khán giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Hôm nay là thứ bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023. À, như đã hẹn với tất cả quý khán giả là ngày hôm qua, phong có nói rằng là đến hôm nay, phong sẽ chia sẻ với tất cả quý khán giả một cái bài báo à, theo cảm nhận cá nhân của phong thì bài báo này rất là hay và ở trong đó nó có rất là nhiều ý để chúng ta khai thác. À, tuy nhiên có lẽ là bài báo này được đưa ra vào một cái thời điểm và nó không nó bị quá nhiều các cái, cái trang báo khác họ chia sẻ với những cái thông tin nó khá là nóng sốt cho nên là nhiều người họ họ, họ bỏ qua cái nội dung của bài báo này thật sự sẽ là một điều rất là, là đáng tiếc nếu mà chúng ta không nhắc đến cái nội dung trong cái bài báo này bởi vì à, sâu xa trong cái bài báo đó thì nó sẽ trả lời cho chúng ta khá là nhiều các cái câu hỏi liên quan đến cái nội dung của cái lá đơn tố cáo của ông nguyễn quang tuấn là con của bà hằng đối với ông huỳnh uy dũng ở trong đó thì một số luật sư họ sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái góc nhìn để xem để coi thứ nhất các cái câu trả lời như sau này về các vấn đề thứ nhất là liệu rằng cái lá đơn nó có được thụ lý hay là không vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai là xác định cái tư cách tham gia tố tụng của những người mà hôm vừa rồi là họ lên họ chúng ta được nghe được nghe họ bàn luận khá là nhiều trên không gian mạng về cái chuyện là khi xác định cái tư cách tham gia tố tụng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong cái vụ việc của bà nguyễn phương hằng ấy thì một số ca sĩ này lên viết đơn gửi lên cho cơ quan chức năng và thậm chí là kể cả ông nhà báo Nguyễn Đức Hiển cũng có bài phản ánh ngay trên trang cá nhân của mình thì ở đây trong cái nội dung bài báo này nó sẽ giải quyết cho chúng ta trước mắt là hai vấn đề chính đó nhưng từ hai vấn đề chính đó Phong sẽ mở rộng ra thêm một cái vấn đề thứ ba cho tất cả quý giả là về liệu rằng khi tòa họ trả hồ sơ để điều tra bổ sung về cái 155, 156 thì nó có cơ sở hay là không và cơ sở như thế nào thì căn cứ vào cái bài báo này chúng ta sẽ thấy và không để cho tất cả quý giả chờ lâu, mời tất cả quý giả chúng ta cùng xem qua cái nội dung này là trên cái bài báo trên trang báo dân Việt bài đăng vào ngày 1 tháng 6 năm 2023. Thì nội dung của bài báo này nêu ra như sau, với cái tiêu đề là con trai bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Dũng lò vôi, vụ việc sẽ được giải quyết như thế nào? Thì con trai bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Hình Uy Dũng vì cho rằng đã thúc giục, ủng hộ tinh thần mẹ mình thực hiện hành vi phạm tội. Chuyên gia pháp lý cho biết đơn này có thể sẽ không được thụ lý các chuyên gia pháp lý thì họ lên họ chia sẻ như thế này thì Phong nghĩ rằng sẽ có nhiều người cảm thấy rất là vui khi mà nghe được cái thông tin như thế này họ nghĩ rằng là sẽ không được thụ lý mà chúng ta xem nhận định nha bài báo này ra vào lúc 6 giờ 45 phút sáng ngày 1 tháng 6 cho nên chúng ta cũng không thể nào chúng ta trách được về cái vấn đề là liệu rằng nó có phù hợp với cái thời điểm thực tế hay là không nên nhớ là cái thông tin về cái việc tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung á, vào ngày 1 tây tháng 6 vừa rồi á Nó rơi vào đâu đó khoảng tầm khoảng giờ trưa thì chúng ta mới nhận được thông tin Thế thì vào lại cái nội dung của bài báo này Con trai bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Huỳnh Uy Dũng vì cho rằng đã thúc giục ủng hộ tinh thần mẹ mình thực hiện hành vi phạm tội Chuyên gia pháp lý cho biết đơn này có thể sẽ không được thụ lý Vì sao đơn của ông Dũng Lò Vôi có thể sẽ không được thụ lý thì cụ thể ông Nguyễn Văn Tuấn Con trai bà Nguyễn Phương Hằng Đã có đơn tố giác ông Huỳnh Uy Dũng Dũng Lò Vôi có vai trò đồng phạm Vì đã thúc giục ủng hộ tinh thần cho mẹ mình Thực hiện hành vi phạm tội Trao đổi với phóng viên dân Việt Tiến sĩ luật tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường cho biết Tố cáo tố giác tội phạm là quyền của công dân Công dân có quyền tố cáo tố giác tội phạm Nhưng công dân phải chịu trách nhiệm pháp lý Liên quan đến nội dung đơn thư Tài liệu cung cấp cho cơ quan điều tra Điều này rất là rõ ràng À, điều này rất là rõ ràng và cái này nó cũng sẽ là một cái ràng buộc pháp lý và trong những cái chia sẻ trước đây của phòng phòng đã nói với tất cả quý khán thính giả rằng là khi mà ông tuấn ông đứng ra ông ấy quyết định ông ấy làm đơn ông ấy tố ông dũng thì ông ấy phải có chứng cứ trong tay chứ nếu không có chứng cứ trong tay mà ông dũng ông ấy có thể phản tố nếu có kết quả từ phía cơ quan kết luận từ phía cơ quan cảnh sát điều tra là không đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khi đó ông tuấn sẽ là người mệt nếu đơn thư tố cáo tố giác có căn cứ, có dấu hiệu tội phạm mà chưa được cơ quan nào thụ lý giải quyết, cơ quan điều tra sẽ thụ lý tin báo để tiến hành xác minh theo quy định của pháp luật. Còn trong trường hợp đơn thư tố cáo tố giác không có căn cứ hoặc đã đang được giải quyết theo thủ tục khác, trong quá trình phân loại đơn thư, cơ quan chức năng có quyền từ chối thụ lý đơn thư tố cáo tố giác. Rồi theo nhận định của luật sư này, Theo ông Cường thì trong vụ án mà bà Hằng và các đồng phạm bị truy tố Thì ông Huỳnh Uy Dũng cũng được tòa án triệu tập tham gia với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Vai trò của ông Dũng như thế nào trong vụ án này sẽ được tòa án làm rõ trong quá trình xét xử vụ án Ở đây á, theo như cái thông tin được chia sẻ thì chúng ta cũng biết là trong cái giai đoạn ngày 1 tây tháng 6 năm 2023 vừa qua Rất nhiều những cái thông tin ở bên ngoài và cuối cùng phải chờ đến cái kết luận cuối cùng cái thông báo chính xác nhất từ phía tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khi họ chia sẻ và họ trao đổi lại rằng trước đây đã dự kiến là như vậy tuy nhiên chưa tống đạt cái thông báo mở vụ án thông báo triệu tập cho tất cả những người tham gia vào cái quá trình tố tụng cho nên đến thời điểm hiện tại có thể nói rằng chúng ta vẫn chưa biết chính xác được những cá nhân này được mời với tư cách gì tuy nhiên bài báo này viết đúng theo những gì mà báo chí phản ánh và theo những gì tòa án nhân dân đã xác định. Vì trước đó họ đã có một cái bản dự kiến, đã có một cái thông báo nhưng chưa có tống đạt đến cho những người liên quan. Đó là xác định cái vai trò và tư cách của những người tham gia tố tụng kể cả ông Dũng và 10 người còn lại mà ở bên ngoài thì họ vẫn nói rằng là họ là bị hại. Theo như kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra và trong kết luận trong cái cáo trạng của viện kiểm sát thì đều nêu rằng là bị hại nhưng nhiều người đặt ra cái câu hỏi rất là lớn và kể cả những người có tên ở trong đó họ cũng ý kiến rất rõ ràng là tại vì sao tôi lại là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan mà không phải là bị hại bởi vì cái đó nó ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng tôi rất nhiều chúng ta theo dõi tiếp bài báo rồi phong sẽ làm rõ tiếp vấn đề là cho quý khán giả ha tuy nhiên theo những thông tin đã được công khai thì đặc biệt là nội dung thể hiện qua kết luận điều tra và cáo trạng cho thấy trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã làm việc với ông Dũng, thu thập tài liệu chứng cứ để xem xét hành vi, vai trò của ông Dũng. Các cơ quan tố tụng đã thực hiện quan điểm và kết luận ông Huỳnh Uy Dũng không phạm tội. Cái này thì thật sự Phong cũng chưa có tiếp cận được với kết luận điều tra, cũng chưa tiếp cận được với cáo trạng cho nên không biết. Cái này thì báo chí chia sẻ và kể cả bản thân cái nhận định của vị luật sư này nó rằng là họ đưa ra nhận định này nó khá tương đồng và khá giống với những người đang ủng hộ cho bà Hằng trong câu chuyện này khi họ đưa ra cái quan điểm của họ rất rõ ràng ở chỗ đó họ nói rằng là uh, trong một cái quá trình điều tra dài như vậy uh, tại vì sao không có xét xử không có xử lý gì cả cơ quan chức năng không thụ lý cái này cái kia uh, đã không xác định vai trò của ông Dũng rồi thì bây giờ trả hồ sơ để làm cái gì và họ nghĩ rằng hoàn toàn cái chuyện này là nó rất khó để có thể nó xảy ra chúng ta theo dõi tiếp chính vì vậy có thể đơn tố giác của ông Huỳnh của ông Nguyễn Quang Tuấn sẽ không được xem xét thụ lý tin báo trong quá trình phân loại đơn thư cơ quan chức năng có thể sẽ trả lời là vụ việc đang được tòa án giải quyết và sẽ chuyển đơn cho tòa án xem xét trong quá trình xét xử vụ án tiến sĩ Đặng Văn Cường nói đây là mấu chốt vấn đề có nghĩa là vào cái thời điểm đó nếu cái thông báo dự kiến mở phiên tòa từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 5 tháng 6 được tống đạt đến cho tất cả những người có liên quan trong vụ việc này và được triệu tập đến tòa để tham dự phiên xét xử thì cái nhận định này của ông tiến sĩ luật đặng văn cường nó hoàn toàn chính xác và ở đây là cái bài toán trách nhiệm chúng ta phải thấy khi nó đã kết thúc giai đoạn điều tra kết thúc cái giai đoạn truy tố bên phía viện kiểm sát toàn bộ hồ sơ đã chuyển qua tòa thì tòa khi đó nắm quyền là chịu trách nhiệm thủ lý vụ việc chứ còn bên dưới cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát họ sẽ không còn vai trò trong cái câu chuyện này nữa. Đến khi nào mở phiên tòa ra thì viện kiểm sát họ nắm hai vai trong tay thứ nhất quyền truy tố và thứ hai kiểm soát hoạt động tư pháp. thì khi đó họ sẽ lên họ tham dự được chưa ạ? thì ở đây tiến sĩ luật đặng Văn Cường có chia sẻ như vậy cho chúng ta thấy là theo đúng cái cục mốc thời gian bài báo này ra mắt vào lúc 6 giờ 45 phút sáng ngày 1 tháng 6. Còn trưa hôm đó thì mới có thông tin là tòa họ đã trả hồ sơ. Thì trong cái nội dung mà tòa trả hồ sơ thì họ yêu cầu làm rõ ba vấn đề. Thứ nhất là củng cố chứng cứ liên quan đến cái câu chuyện yêu cầu bồi thường của những người bị hại. Thứ hai nữa là xem xét xem thử coi cái vị trí vai trò của ông Dũng là như thế nào có hay không có cái vai trò đồng phạm trong cái vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng vấn đề thứ ba là xem xét hai cái tội danh tiếp theo đó là 155 và 156 của những người bị hại đã có đơn gửi đến kiến nghị khởi tố dành cho bà Nguyễn Phương Hằng. Thì đó là ba nội dung cần phải làm rõ. Vậy, trong cái bài báo này tiếp tục một lần nữa cần làm rõ tư cách tham gia tố tụng trong vụ án. Thì cái vấn vấn đề đầu tiên nhất là chúng ta nói về cái câu chuyện là cái lá đơn của ông Tuấn có được thụ lý hay là không thì đến thời điểm hiện tại xin thưa luôn với tất cả quý giả là khi mà bộ công an họ đã chuyển đơn về cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và kết hợp thêm thông tin thứ hai đó chính là tòa họ trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì lá đơn này đã được thụ lý. Tuy nhiên cái kết luận cuối cùng thì chúng ta chưa nhận được bởi vì cơ quan cảnh sát điều tra họ hoàn toàn có thể họ kết luận là trong cái quá trình xuyên suốt quá trình điều tra câu chuyện của bà Hằng tôi không thấy được vấn đề đó tôi không xác định là vai trò của ông Dũng là đồng phạm thì chuyện đó hoàn toàn bình thường còn nếu có bất kỳ kết luận nào khác thì chúng ta vẫn phải đợi cái kết luận từ phía cơ quan chức năng bởi vì cái thời hạn trả hồ sơ điều tra bổ sung nó cũng chỉ đâu đó vỏn vẹn 30 ngày thì cùng lắm là các anh các chị sẽ nhận được thông tin này sớm nhất có thể vào ngày 1 tây tháng 7 năm 2023 rồi sau đó đó là chủ tọa thẩm phán chủ tọa phiên tòa được quyền trả hồ sơ một lần nếu qua quá trình tòa nhận lại hồ sơ từ phía cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát nếu họ xét thấy vấn đề cần thiết nữa thì hội đồng xét xử được quyền trả hồ sơ để điều tra bổ sung thêm một lần nữa là thêm 30 ngày nữa. Cái đó là cái quy định của pháp luật. Chúng ta hãy xem ở cái diễn biến thứ hai đó là trả lời câu hỏi đầu tiên nó liên quan đến câu chuyện là cũng có hai khả năng ở đây nếu mà nói theo cái cách dân gian hiểu được đó là 50 50. Ha. Cái cách dân gian hiểu đó chính là 50 50. Có nghĩa là cũng có thể là ông ông Dũng sẽ được cơ quan cảnh sát điều tra họ tiến hành họ điều tra để họ có câu trả lời là có hoặc giả cũng được cơ quan cảnh sát điều tra họ kiểm tra lại tất cả các thông tin và họ trả lời là không. Cái việc đó phụ thuộc vào hoàn toàn vào cơ quan chức năng. Để chúng ta theo dõi tiếp bài báo nha. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề làm rõ thêm cái câu chuyện là trong cái quá trình mà những người này khi nghe thông tin từ phía báo chí, những người mà được xác định là bị hại trong kết luận điều tra và kể cả trong cái cáo trạng của viện kiểm sát á. Thì họ lại có người cảm thấy à, cái vị trí của mình và cái tư cách tố tụng của mình á. Nó không có rõ ràng cho nên họ cần phải làm rõ. Thì ở đây bài báo nêu là cần làm rõ tư cách tham gia tố tụng trong vụ án. Thì ở một diễn biến khác ngay sau khi bản cáo trạng số 236. Xuyệt CT gạch ngang VKS gạch ngang B2 ngày 25 tháng 4 năm 2023 do Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố mới đây có nhiều ý kiến thắc mắc và yêu cầu xác minh chính xác tư cách của các ông bà Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên và chồng Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng, Đinh Thị Lan, Lê Thị Dầu và Trương Thị Việt Hà là bị hại hay là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khi tham gia tố tụng trong vụ án này. Trao đổi với phóng viên dân Việt thì luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ, văn phòng luật Intola cho biết để giải quyết vấn đề trên thì cần phải làm rõ các yếu tố trong cấu thành tội phạm, đặc biệt là yếu tố khách thể của tội phạm. Như Phong cũng đã chia sẻ với tất cả quý khán giả, thì nếu mà theo dõi xuyên suốt các cái vụ việc như thế này thì chúng ta sẽ thấy bốn cái yếu tố cấu thành tội phạm được nghe nói rất là nhiều đó chính là chủ thể, khách thể, chủ quan và khách quan. Nó có bốn yếu tố cấu thành tội phạm. Nếu cấu thành đầy đủ bốn yếu tố này thì hành vi vi phạm pháp luật đã được xác định. Thì ở đây cái điều mà luật vị luật gia này muốn chia sẻ đó chính là chúng ta hãy quan tâm xem để coi cái yếu tố khách thể của tội phạm nó đang được nhắm đến là gì. Thì theo bà Thơ phân tích thì khoa học pháp lý xác định quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại đến là khách thể của tội phạm. Khách thể của tội phạm đối với nhóm quan hệ xã hội cùng tính chất được nhóm các quy định pháp luật hình sự bảo vệ và bị nhóm tội phạm xâm hại được xác định là khách thể của loại tội phạm. Được xem như là khách thể của tội phạm. Ở đây đang xét về cái nhóm là nhóm quan hệ xã hội. Tùy theo cái nhóm quan hệ xã hội và cái tính chất được các quy phạm pháp định vi phạm pháp luật quy định bảo vệ. Thì ở đây trong cái cấu trúc phần tội phạm cụ thể ở bộ luật hình sự năm 2015 được sắp xếp các thứ tự chương mục theo nhóm khách thể mà tội phạm xâm hại tới tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội. Cụ thể thì tại Điều 8 của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 thì quy định rõ tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tổ quốc xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, quyền con người, quyền lợi hợp pháp của công dân xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội mà theo quy định của Bộ luật hình sự này phải bị xử lý hình sự. Ở trong đây tại điều 8 của Bộ luật hình sự 2015 quy định ra các cái nhóm khách thể mà tội phạm xâm hại. Ở trong đây nêu rất rõ ràng các cái các cái khách thể ở trong đó Vậy thì rõ ràng là cần phải xác định chính xác là hành vi phát ngôn trực tiếp chia sẻ bình luận về bí mật đời tư, cuộc sống riêng là trái quy định của pháp luật cho phép. Ở đây bị can Nguyễn Phương Hằng có những lời lẽ và nội dung vượt quá giới hạn, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân nêu trên. Bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã xâm hại đến khách thể và khách thể loại nào được pháp luật hình sự bảo vệ? chứng tỏ ở đây trong cái bài báo này và cái nội dung của vị luật gia này chia sẻ thì chúng ta cần phải xác định rõ ràng là cái khách thể bị xâm hại ở trong cái vụ việc này là như thế nào và ở đây sẽ chia ra hai trường hợp ở đây sẽ chia ra hai trường hợp và từ hai trường hợp này nó sẽ mở ra một cái góc nhìn mới cho tất cả quý giả trường hợp thứ nhất theo vị luật gia này thì trong vụ án này cần xem xét và đánh giá tội phạm thuộc hai trường hợp Thứ nhất là trường hợp bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331. Chương 10, chương 22 của Bộ luật hình sự 2015 quy định về các tội xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính. Thì rõ ràng hành vi phạm tội của các bị can đã xâm hại đến khách thể loại là trật tự quản lý hành chính của nhà nước như vậy mới có đủ căn cứ xác định tư cách tham gia tố tụng trong vụ án này của các ông bà trên là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Hiểu nôm na chỗ này là như thế này. Thứ nhất, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bị khởi tố bởi tội danh 331. Khởi tố tại điều 331, mà điều 331 trong quy định của pháp luật được áp dụng, được xếp vào chương 22 của Bộ Luật Hình Sự là tội phạm xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính. Chứ hoàn toàn không hề nhắc đến các vấn đề cá nhân, cho nên ở đây vì xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính, cho nên cái tư cách tham gia tố tụng trong phiên tòa với cái vụ án 331 này được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là hoàn toàn chính xác. Vậy trường hợp thứ hai là gì? Trường hợp bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm phạm tội làm nhục người khác theo điều 155 chương 14 của Bộ Luật Hình Sự 2015 quy định về các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Thì rõ ràng hành vi phạm tội của các bị can đã xâm hại đến khắp thể loại là tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Như vậy mới đủ căn cứ xác định tư cách tham gia tố tụng của các ông bà nêu trên trong vụ án này là bị hại và chốt là một câu là việc xác định chính xác tư cách của người tham gia tố tụng là rất quan trọng đảm bảo việc giải quyết vụ án khách quan toàn diện thế thì ở đây với cái nội dung trong cái bài báo này với cái nhận định này và những cái diễn biến nó đang xảy ra đang cho chúng ta thấy một điều ở trong cái trường hợp thứ hai này là những người được xác định với tư cách bị hại khi và chỉ khi cái tội phạm đó cái nội dung đó cái hành vi phạm tội đó và cái tội danh được áp dụng cho bị can nó được khởi tố vào những cái nhóm tội phạm phải xâm phạm đến tính mạng sức khỏe nhân phẩm và danh dự của con người thì khi đó cái tư cách tham gia tố tụng của những cá nhân này mới là vị trí bị hại thế thì qua cái bài báo này tất cả khuyến giả chúng ta thấy được cái gì có hai cái nội dung đã được chia sẻ ra và trong cái sự việc lần này khi kết hợp lại với cái việc mà tòa họ trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì tất cả quyên giả có thấy rằng cái nhận định của Phong cách đây vài ngày khi chia sẻ ra rằng là ở đây cái vụ việc này hiện tại bà Hằng chỉ bị khởi tố với tội danh 331 cùng với các đồng phạm là 331 mà trong cái vụ án 331 này thì nếu có cái tống đạt quyết định từ phía tống đạt quyết định mở phiên tòa ra từ phía tòa nhân dân đến cho những người liên quan trong câu chuyện này nếu nó chỉ dừng lại ở cái chỗ là 331 của bà Hằng và đồng phạm thôi thì tư cách tố tụng của những người nêu trên của các văn nghệ sĩ và những người có đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đều là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng một cái thực tế nó đang cho chúng ta cái câu trả lời rõ ràng rằng là rất có khả năng và theo như những thông tin như thế này theo như những cái góc độ nhận định như thế này chỉ khép lại cái vụ việc 331 thì sẽ không có bất kỳ một sự đền bù nào cho tất cả những người khác nếu họ có đầy đủ chứng cứ để chứng minh rằng trong cái quá trình livestream của bà Nguyễn Phương Hằng làm ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của họ và bản thân của họ bị thất thu, bị mất đi một nguồn thu nào đó. Thì nó sẽ được thể hiện rõ ràng. Nếu họ chứng minh đầy đủ mà cơ quan cảnh sát điều tra hoặc là viện kiểm sát không điều tra rõ ràng hoặc không truy tố thêm cái tội danh là 155 hoặc 156 thì khi đó vụ án này không được xem như là giải quyết một cách toàn diện rõ ràng chưa ạ à? cho nên ở đây khi tòa có cái động thái trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì ít nhiều gì đó chúng ta cũng phải xem được rằng là cái nhận định từ phía tòa ở đây tòa đang muốn giải quyết vụ việc này một cách triệt để một cách khách quan và toàn diện nhất đang đưa ra hai vế trong cái lý do để trả thứ nhất yêu cầu các văn nghệ sĩ phải cung cấp đầy đủ các cái chứng cứ để chứng minh rằng mình thiệt hại nếu những chứng cứ này chứng minh rằng mình có thiệt hại và nó đúng quy định của pháp luật thì tiếp tục một cái thông lộng thứ hai đang rộng lại đó chính là gì yêu cầu và đề nghị làm rõ rằng có hay không có cái tội danh 155 156 cái hành vi vi phạm này của bà Nguyễn Phương Hằng Thế thì nếu yếu tố thứ nhất đó chính là có đầy đủ chứng cứ để chứng minh rằng họ bị ảnh hưởng là vì lý do bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm danh dự nhân phẩm làm mất đi các hợp đồng và phải đền bù hợp đồng của họ như thế cộng thêm một cái nữa cơ quan cảnh sát điều tra mà xác định rõ ràng cái chuyện mà ở đây nè bà Hằng có vi phạm này có dấu hiệu này và trong đó nó có hai lá đơn của ông Nguyễn Đức Hiển và bà Đặng Thị Hằng Ni tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng với cái hành vi là 155 156 xúc phạm vu khống thì khi đó với hai cái gọng kìm này kết hợp lại thì khả năng rất cao khả năng rất cao tội danh 155 156 khả năng sẽ bị khởi tố thêm bởi vì sao nếu mà không khởi tố thêm thì nó sẽ không hợp lý và khi đó những người bị hại họ sẽ tiếp tục họ làm đơn và họ sẽ đề nghị giải quyết cái vụ việc này một cách triệt để cho nên không phải khó hiểu khi thấy ông nguyễn đức hiển ông lên một bài viết ở trên trang cá nhân của mình và không phải thấy khó hiểu khi bây giờ tòa án đang trả hồ sơ để điều tra bổ sung lại xoay quanh cái vụ việc lần này và với cái tình trạng hiện tại và với những cái gì đang được chia sẻ như thế này thì bản thân cá nhân của phong thì phong thấy rằng cái việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung này không phải là một cái gì đó nó có lợi cho bà hằng theo bản thân cá nhân của tôi nhìn thấy nó là như vậy còn không biết nhận định của tất cả quý giả như thế nào thì phong chưa biết và qua cái nội dung cái bài báo này bài viết này thì phong cũng muốn tất cả quý giả chúng ta có thêm một cái góc nhìn mới để chúng ta biết thêm thứ nhất có những cái loại khách thể khác nhau khi xác định loại khách thể nào bị xâm hại thì sẽ tương ứng với cái tư cách tham gia tố tụng của cái phần khách thể đó bị xâm hại chẳng hạn như trong cái vụ 331 thì nếu khách thể của 331 là về quản lý trật tự hành chính thì ở đó những người cái tư cách tham gia tố tụng của những người có liên quan chỉ là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan còn nếu nó được chuyển qua một cái chương khác cái khách thể đó bị xâm phạm là liên quan đến vấn đề tính mạng con người xâm phạm đến tính mạng sức khỏe danh dự nhân phẩm của con người thì khi đó vai trò và tư cách tố tụng của những người những cá nhân đó khi tham gia trong cái phiên xét xử nếu có đầy đủ chứng cứ thể hiện rằng mình là bị hại thì sẽ là bị hại trong cái vụ án hình sự. thì đó là nội dung phong muốn chia sẻ với tất cả quý giả trong cái bài trong cái video ngày hôm nay. một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả quý giả đã dành thời gian theo dõi video clip. đừng quên bấm vào nút like, đăng ký kênh và chia sẻ video clip. rất mong nhận được sự góp ý đánh giá của tất cả quý giả trong phần bình luận dưới video clip. hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. xin cảm ơn tất cả quý giả rất nhiều.